Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại Hà Nội. Quảng Trạch có 24 trang trại đạt chuẩn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 12 tháng 4 năm 2016, Ban vận động thành lập Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 187 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với mục đích tập hợp đoàn kết các cán bộ chiến sĩ đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm phát huy truyền thống anh hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng viên hội viên hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua điều lệ chương trình hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẳng định công lao to lớn, tinh thần chiến đấu quả cảm, bất khuất của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và mong muốn trong thời gian tới, hội cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường củng cố tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như truyền thống cách mạng của Đảng, nhân dân và quân đội ta để hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ và niềm tự hào là người chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Bên cạnh đó, hội cũng cần tập trung làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 với 21 đồng chí. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tuyên Hóa đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền, thu hút trên 2.500 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử như Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài ra, các báo cáo viên cũng đã nêu ra những điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng dẫn lập danh sách cử tri, hướng dẫn một số quy định trong công tác bầu cử, vân vân. Thông qua được tuyên truyền nhằm giúp mọi người nâng cao hơn nữa các kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt là nắm vững những quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần phục vụ tốt cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Chiều nay ngày 12 tháng 4, khối thi đua các khối đặc thù đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2016. Hiện nay, khối thi đua các khối đặc thù gồm có 13 đơn vị thành viên, nhằm triển khai đồng bộ kịp thời công tác thi đua khen thưởng của tỉnh và khối thi đua phát động năm 2016. Khối thi đua các khối đặc thù đã xây dựng kế hoạch hoạt động bao gồm tổ chức cho các đơn vị đăng ký thi đua năm 2016, tổ chức hội nghị thảo luận thông qua quy chế hoạt động, các tiêu chí thi đua, thang điểm và phương pháp chấm điểm về công tác thi đua, sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, tổ chức đoàn trao đổi, giao lưu học tập tại các mô hình điển hình tiên tiến của các đơn vị, tổ chức tổng kết đánh giá công tác thi đua khen thưởng, bình xét thi đua khối năm 2015 và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối năm 2016. Dịp này, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 đơn vị thành viên trong khối vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong thời gian qua được tỉnh Quảng Bình thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, chuyên biệt hóa theo từng phân khúc thị trường, mang lại hiệu quả tích cực và xây dựng được thương hiệu điểm đến du lịch Quảng Bình trên bản đồ thế giới. Xác định Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là thị trường khách du lịch nội địa quan trọng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến và đầu tư du lịch, tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch Quảng Bình và Hà Nội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hội nghị quảng bá xúc tiến và đầu tư du lịch diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đơn vị doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng. Với tiềm năng du lịch sẵn có, Quảng Bình có nhiều lợi thế để khai thác và phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng như Đồng Phong Nha, Đồng Thiên Đường, Biển Nhật Lệ, Biển Bảo Ninh. Đồng thời là nơi sở hữu tuyến du lịch đẳng cấp quốc tế, khám phá Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới, cùng các loại hình du lịch mạo hiểm, thám hiểm hang động. Ngoài ra, Quảng Bình còn nổi tiếng với khu du lịch Vũng Chùa Đào Yên, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang tạm thân niên trung phong. Với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh, sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch, sự thân thiện hiểu khách của người dân địa phương đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch Quảng Bình ngày càng phát triển mạnh. Năm 2015, Quảng Bình đón gần 3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó có gần 100.000 lượt khách quốc tế. Du lịch Quảng Bình đang ngày càng khẳng định được thương hiệu, điểm đến hấp dẫn, an toàn và chất lượng, là địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế. Du khách có thể thuận lợi đến du lịch mà ở với Quảng Bình bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không và cả đường thủy. Ngoài các sản phẩm du lịch về hang động, Quảng Bình cũng đã đẩy mạnh các sản phẩm du lịch về du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch văn hóa, các cái di tích văn hóa lịch sử. Và đặc biệt thì đối với khách nước ngoài thì ở Quảng Bình hiện nay cái sản phẩm du lịch về farmstay và homestay là một cái điểm mà du lịch quốc tế rất là ưa thích. Chúng tôi cũng đang xúc tiến để sớm để thành lập được cái sở du lịch, tăng cường hơn nữa cái công tác quản lý du lịch trên địa bàn của tỉnh. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới, độc đáo, chúng tôi cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái dự án mới được triển khai trên Quảng Bình. Năm 2016, Quảng Bình phấn đấu đón 3,3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch. Hiện nay Quảng Bình đã đưa vào khai thác các tuyến điểm du lịch hấp dẫn như tuyến du lịch khám phá hang Va, hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt. Điểm du lịch chùa Hoàng Phúc, ngôi chùa cổ được trùng tu với quy mô lớn ở miền Trung, tuyến du lịch khám phá Đồng Thiên Đường 7.000m, tuyến du lịch thung lũng sinh tồn chuyên hang tối 6.000m. Cùng với các lễ hội được tổ chức trong năm 2016 như tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới, lễ hội bia quốc tế Quảng Bình lần thứ nhất, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Cửa Hèn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Quảng Bình. Về phía Tổng cục Du lịch thì chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với lại các địa phương, đặc biệt là Quảng Bình là một trong những cái địa phương trọng điểm. Thế và Phong Nha - Kiểu Bàng là một trong những 46 khu du lịch quốc gia mà Tổng cục Du lịch chúng tôi đang cùng với Quảng Bình để mà tiến hành quy hoạch tổng thể. Thế rồi đây là những cái công việc mà Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Bình trong cái thời gian tới về quy hoạch đầu tư phát triển cũng như là hỗ trợ phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực cũng như là xúc tiến quảng bá. Thế thì từ cái đầu tư này cùng với xúc tiến quảng bá, cùng với những cố gắng của tỉnh, cùng với sự hợp sức của cơ quan trung ương là Tổng cục Du lịch thì chúng tôi tin rằng du lịch Quảng Bình sẽ đi vào chiều sâu, chất lượng và có cái phát triển rất mạnh trong cái thời gian tới. Tại hội nghị quảng bá xúc tiến và đầu tư du lịch Quảng Bình, các đơn vị kinh doanh cung ứng dịch vụ du lịch cũng đã trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Bình an toàn và thân thiện. Tôi rất là mong muốn là có nhiều cái chuyến xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Bình ra các doanh nghiệp mà như chúng tôi. Bởi vì bây giờ mà khai thác các thông tin về du lịch Quảng Bình để xây dựng một cái chuyến du lịch cho khách hàng là người nước ngoài thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp mà cung ứng về dịch vụ ở Quảng Bình thì cũng chưa thực sự chuyên nghiệp. Chúng tôi rất là khó khăn để mà lấy được như những bản giá xe, hướng dẫn viên mà giỏi tiếng Anh, nghiệp vụ du lịch tốt và chuyên nghiệp thì chúng tôi vẫn phải
gửi từ Hà Nội vào. Bên cạnh những hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, tài nguyên du lịch của Quảng Bình, hội nghị cũng đã cung cấp cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư những cơ hội, môi trường và các chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Quảng Bình, đồng thời kết nối, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng tại Quảng Bình và Hà Nội. Với Đồng Thiên Đường thì luôn luôn chú trọng cái vấn đề đầu tiên là về con người, cho nên chúng tôi hàng năm là luôn tổ chức đào tạo tại chỗ, nâng cao cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ nhân viên, quy hoạch lại các cái hộ kinh doanh là nó đi vào cốt cựu. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Bình đang hướng đến mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm trọng điểm, phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13. Điều chỉnh 6, Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. 1. Tổ chức thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 2. Đề xuất xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại điều này. Trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội. Trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Thống nhất quản lý về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ tổ quốc, đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân. 4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ, thành lập giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia, thực hiện quản lý về cán bộ công chức viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, hướng dẫn kiểm tra hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do luật định. 6. Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 7. Tổ chức đàm phán ký điều ước quốc tế nhân danh nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước, quyết định việc ký gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn, quy định tài khoản 14 điều 70, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài. 8. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Trạch có 24 trang trại đạt chuẩn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 11 tháng 4, công ty Bảo Việt Quảng Bình đã tổ chức chi trả bảo hiểm thuyền viên cho gia đình các nạn nhân mất tích, bị thương trong vụ chìm tàu cá xảy ra vào ngày 15 tháng 2 vừa qua. Trước đó vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 2, trong khi đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 17 độ 59 phút vĩ độ Bắc, 110 độ 12 phút kinh độ Đông, cách cửa Du Lâm, đảo Hải Nam Trung Quốc 45 hải lý về phía Đông Nam, tàu cá mang số hiệu QB92671 do ông Nguyễn Ngọc Hải trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển, chở theo 6 thuyền viên, không may gặp sóng to gió lớn và bị đánh chìm. Ông Hải cùng 3 thuyền viên khác may mắn sống sót, còn lại 3 thuyền viên mất tích trên biển gồm Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Côi trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Nguyễn Văn Bời trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Đại diện công ty Bảo Việt Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ với những mất mát của các gia đình thuyền viên, đồng thời tổ chức chi trả tiền bảo hiểm thuyền viên với mức 30 triệu đồng đối với một thuyền viên mất tích và 7,5 triệu đồng đối với thuyền viên bị thương. Để tăng cường sự chủ động trong tổ chức, chỉ huy lực lượng phối hợp, nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống cháy rừng,
giảm thiểu thiệt hại đến tài nguyên rừng do cháy gây ra. Hôm qua ngày 11 tháng 4, tại vùng rừng trong phía tây thành phố, Hạt kiểm lâm Đồng Hới đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống cháy rừng năm 2016. Tham gia diễn tập có gần 50 cán bộ của Hạt kiểm lâm Đồng Hới, chi nhánh lâm trường Đồng Hới và trại giam Đồng Sơn. Lực lượng chức năng đã đưa ra một số giả định về tình huống cháy rừng và phương án phòng chống ở các cấp độ, quy mô khác nhau. Trọng tâm là phương án phòng chống cháy rừng ở cấp độ 4, cấp độ nguy hiểm. Để giải quyết tình huống cháy rừng trên diện rộng, các đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp với nhân dân địa phương nhanh chóng tìm nguồn nước để triển khai máy bơm chuyên dùng để chữa cháy rừng, kết hợp các phương án dập tắt lửa thủ công theo từng vùng. Trong vòng chưa đầy 60 phút, các đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập nhằm nâng cao tính chủ động của các lực lượng tham gia chữa cháy rừng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng chống cháy rừng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây còn là dịp để các lực lượng tham gia chữa cháy rừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng trong xử lý tình huống, đảm bảo mọi điều kiện an toàn về người và phương tiện trong công tác phòng chống cháy rừng. Trong những năm gần đây, huyện Quảng Trạch đã tập trung chủ trọng phát triển kinh tế trang trại theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng giá trị sản phẩm. Toàn huyện Quảng Trạch hiện có 24 trang trại đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó trang trại tổng hợp là 19 trang trại, 2 trang trại thủy sản, 2 trang trại chăn nuôi và 1 trang trại lâm nghiệp. Giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ nông lâm thủy sản bán ra tại các trang trại trung bình đạt trên 700 triệu đồng mỗi trang trại một năm. Các trang trại đã giải quyết việc làm cho gần 500 lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Tuy quy mô và hiệu quả mang lại từ các trang trại trên địa bàn khác nhau, nhưng hầu hết các trang trại bước đầu đã sử dụng có hiệu quả về đất đai, thu hẹp dần diện tích đất trồng, đồi nuôi trồng. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch các vùng phát triển kinh tế trang trại nhằm phát huy lợi thế về cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, đất đai để sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cao, khắc phục tình trạng phát triển tự phát, hiệu quả thấp, thiếu bền vững của các trang trại. Vụ đông xuân năm nay, huyện Quảng Ninh gieo cấy gần 5.200 ha lúa. Hiện nay cây lúa đang bước vào thời kỳ làm đồng, trổ bông, nhưng trên đồng ruộng một số loài sâu bệnh xuất hiện và bắt đầu gây hại. Vì vậy, bà con nông dân đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng trừ nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng lúa. Đến nay toàn huyện có 145 ha lúa bị nhiễm rẩy nâu với mật độ trung bình từ 500 đến 1.000 con trên 1 mét vuông, nơi cao khoảng 2.000 con trên 1 mét vuông. Đây là địa phương có diện tích lúa bị nhiễm rẩy nâu cao nhất trong toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại các xã Hiền Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh. Diện tích lúa nhiễm bệnh đầu ôn trên là khoảng 285 ha, tập trung tại các xã Hiền Ninh, An Ninh, Võ Ninh. Để bảo vệ lúa đông xuân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền vận động bà con nông dân tích cực thăm đồng, phun thuốc diệt rẩy nâu và bệnh đạo ôn trên lá, phun thuốc đồng loạt trên diện rộng, phun nhiều lần nhằm để hạn chế số bệnh lây lan và gây hại cho cây trồng. Những năm gần đây, cây hồ tiêu được xem là cây trồng chủ lực mang lại lợi ích kinh tế cao cho bà con nông dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch. Do vậy, việc phát triển các mô hình trồng tiêu đang được chính quyền địa phương xã Nam Trạch và bà con nông dân đặc biệt quan tâm nhằm hướng đến một loài cây trồng ổn định, bền vững. Trong những tháng đầu năm 2016, toàn xã Nam Trạch trồng mới được 10 hectare, nâng tổng số diện tích cây hồ tiêu lên khoảng gần 35 hectare, với giá cả và đầu ra trên thị trường khá ổn định, khoảng 170.000 đồng một kg, đã và đang giúp cho đời sống của người trồng tiêu ở xã Nam Trạch ngày một phát triển ổn định. Để từng bước đưa cây hồ tiêu trở thành một loài cây trồng ổn định, bền vững, chính quyền xã Nam Trạch đang khẩn trương quy hoạch lại những vùng có tiềm năng, lợi thế để quản lý và cân đối nhu cầu có lợi cho nông dân, đặc biệt là khuyến khích nông dân đầu tư vào sản xuất, phát triển cây hồ tiêu một cách lâu dài, kết hợp giữa đầu tư sản xuất, chế biến, thu mua, xây dựng thương hiệu. Hôm nay ngày 12 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho học sinh ở độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp là điểm đầu tiên được tổ chức tiêm trong đợt này. Toàn trường có 600 học sinh trong diện tiêm chủng vaccine sởi rubella. Riêng trong ngày đầu, trạm y tế phường Nam Lý đã tiến hành tiêm cho khoảng 400 em. Từ nay đến ngày 19 tháng 4, các trạm y tế xã phường sẽ phối hợp với 7 trường trung học phổ thông dạy nghề trên địa bàn để tiếp tục tiêm vaccine sởi rubella cho những học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Sau đó sẽ tổ chức các điểm tiêm tại các xã phường trên địa bàn. Được biết, trong chiến dịch lần này, toàn thành phố Đồng Hới có 24 điểm tiêm. Dự kiến có hơn 4.000 người trong độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi sẽ được tiêm chủng phòng bệnh,
việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella nhằm chủ động khống chế và loại trừ bệnh sởi, giảm số người mắc bệnh và tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp học mầm non năm học 2015-2016. Tham gia hội thi có 30 giáo viên tiêu biểu được tuyển chọn từ hội thi cấp trường của 15 trường mầm non trên địa bàn huyện. Mỗi giáo viên phải trải qua hai phần thi bắt buộc là lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết, giáo viên thể hiện nhận thức của bản thân về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trình bày ý tưởng tổ chức tốt hoạt động vui chơi và các hoạt động khám phá của trẻ, việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng và thực phẩm an toàn cho trẻ khi ở trường. Về phần thi thực hành, với những nguyên liệu sẵn có ở địa phương, giáo viên tự làm một đồ dùng hoặc đồ chơi phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. Hội thi là cơ hội để các giáo viên mầm non được trải nghiệm, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ làm đồ dùng, đồ chơi, tạo nguồn đồ dùng dạy học và đồ chơi thêm phong phú. Tại hội thi, mỗi trường cũng trưng bày dự thi 5 bộ đồ dùng, đồ chơi tự làm. Qua hội thi, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quảng Ninh có cơ sở đánh giá phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi của các trường học, chọn lựa được những tài năng, những bàn tay vàng tham gia hội thi tự làm đồ dùng, đồ chơi toàn tỉnh. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải cao trong hội thi. Thưa quý vị và các bạn, là đối tượng dễ bị tác động bởi những cái mới, đặc biệt là sự rủ rê lôi kéo của kẻ xấu. Vì vậy, việc trang bị tốt cho các em học sinh những kiến thức về nguy cơ tác hại, nhân dạng và cách phòng tránh đối với ma túy là việc làm rất cần thiết. Những buổi tuyên truyền ma túy tại học đường chính là một trong những giải pháp có hiệu quả tạo cho các em cách phản xạ và giúp các em có thêm kiến thức để chọn môi trường lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi để các em yên tâm học tập và vui chơi. Những buổi tuyên truyền ma túy tại các trường học như thế này luôn thu hút sự quan tâm theo dõi đối với nhiều em học sinh. Với hình thức truyền tải trực quan, sinh động và thiết thực đã giúp cho các em nhận thức được tác hại khôn lường về việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, đặc biệt là tránh được sự rủ rê, lôi kéo của những đối tượng xấu. Đấy là một buổi tuyên truyền có vô cùng có ích cho học sinh bọn em. Nói cụ thể giúp em nhận biết được nhiều những hình dạng về ma túy để có thể nhận biết được và tránh xa chúng. Thầy và trò mới tận mắt chứng kiến được các cái loại ma túy và các cái dụng cụ về gây nghiện cho con người. Phải nói rằng là đây là một cái dịp rất là tốt để cho thầy trò chúng tôi là tận mắt thấy được và quyết tâm là nói không với ma túy. Hiện nay tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, tình hình ma túy đang diễn biến khá phức tạp. Trong đó, nhiều loài ma túy mới đang xâm nhập vào đời sống của giới trẻ. Điển hình là loài ma túy có tên cỏ Mỹ. Cỏ Mỹ chứa chất XLR11 là chất gây nghiện. Khi sử dụng sẽ gây ảo giác mình, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác. Theo Nghị định số 126/2015 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 2 năm 2016, chất XLR11 hay còn gọi là cỏ Mỹ sẽ chính thức nằm trong danh mục ma túy và tiền chất. Chính vì thế, mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tăng trữ trái phép chất này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cỏ Mỹ xuất hiện ở Quảng Bình khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng thời gian, đặc biệt thời gian gần đây, cỏ Mỹ là lưu hành rộng rãi, không chỉ là tập trung ở đô thị mà về các vùng thôn quê, đặc biệt là trong giới trẻ đã rủ nhau để sử dụng cỏ Mỹ, làm cho vấn đề hết sức nghiêm trọng, cần phải được kịp thời ngăn chặn. Bên cạnh việc tập trung đấu tranh ngăn chặn các nguồn cung ma túy, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ, những người mà các đối tượng buôn bán cỏ Mỹ nhằm vào là hết sức cần thiết. Cùng với đó, các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em, không để đối tượng phạm tội lôi kéo, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ngày càng biến tướng và len lỏi vào học đường một cách đáng sợ như hiện nay. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể